Thí chủ, bần tăng đến đây để xin cúng dường. Hello 500 anh em và chào luôn các chị em, lại là tôi Thành Ezi đây. Và hôm nay tôi sẽ chơi Black Myth Wukong. Khoan, từ từ nào, nếu mà tôi chơi cái con game đang hot này thì quá là nhàm chán. Các bạn thử lướt YouTube mấy hôm nay mà xem, đi đâu cũng là Black Myth Wukong. Các thể loại câu chuyện hầm bảo làng đến phát ngán. Mà con game này thì đắt vãi cả nồi luôn, yêu cầu cấu hình cao nữa chứ, mấy anh em mà yếu có mà khóc thét. Nhưng đừng lo, đã có tôi ở đây để giải cứu anh em. Tôi sẽ chơi một con game cũng có chữ Wukong, cũng là điều khiển con khỉ, chỉ cần máy 2GB mà thôi. Lại có cả bản hắc ám để tải nữa chứ, không tới một xu, vào việc thôi nào. Và đây là giao diện của tựa game nhái Black Myth Wukong, The Crown of Wu, Wukong đúng không? Ấy chà, ôi, sao cây thiết bảng của tôi sao ngắn vậy? Vãi, tôi không của chúng ta luôn anh em. Đây ở đâu đây? Đây là núi hoa quả sơn à? Đây là cái gì? Đây là cái điểm gì ấy? Checkpoint à? Ui, đây là cái gì đây? Ê, cái này có cả cốt truyện cả. Nhưng mà tôi nhìn thấy cái quả gậy sao nó bé thế? À đây rồi. À tôi phải rút ra anh em ạ. Ấy, thiết bảng của Tôn Ngộ Không đấy anh em. Trời. Ô, tôi ra sẽ có một cái thanh lực ở dưới này. À, kiểu thanh stamina đấy anh em ạ. Khá giống Black Myth Wukong của thanh stamina. Ấy à, game này cũng kiểu dạng 3D chứ nhỉ? Vãi, tại sao lại có cả người tuyết ở đây vậy? Game này là của người nước ngoài làm à? Của phương Tây làm à? Ê, tôi có thể đập được cái người tuyết này anh em. Giáng sinh à? Hay liệu rằng có ông già Noel không nhỉ? À đây, nó đang hướng dẫn mình đây anh em. Rồi, đây có cái cửa có đánh boss không ta? Đây là cái gì? Tôi sẽ kích hoạt cái này đây. À, viên đá. Cũng dạng như kiểu để mở cửa ấy nhỉ? Rồi. Oh my god, kinh đấy. Mở cửa như đúng rồi luôn. Ở đây có cả bức tượng này anh em. Chúng ta sẽ cần phải ấn 2 lần nhảy để... Cái gì đấy? Có gì nó bắn mình đấy? Rồi nhảy qua đây à? Ôi, what the fuck man? Ngộ Không rơi núi chết anh em ạ. Ngộ Không không biết bay luôn. Đây rồi, phải nhảy trên không trung ạ. Đó, chạy nhanh trước khi cái cầu nó gãy. Ở game này giống kiểu Temple Run vậy. Oh my god, bây giờ tôi sẽ nhảy đi đâu đây? Wow, nhảy được xa thế nhở? Ít xời. Cái này có quái không ta? Đấy, chúng ta sẽ trèo lên trên. Đó, trèo lên quả rễ cây ạ. Nhìn trông Ngộ Không đần vãi cả đạn luôn ạ. Con quái đây. Đó, hời. Rồi, chúng ta sẽ... Ấy, cũng... Ấy này, y hệt luôn Black Myth Wukong luôn anh em ơi. Là chúng ta có thể là khóa mục tiêu được anh em. À, đây. Né anh em ạ. Ấy à, oh my god. Đừng có đùa với game hàng nhái của Black Myth Wukong ha. Oh my god. Có rơi xuống đây mà chết được không? Ôi, rơi được anh em ạ. Ơ, tôi rơi đến một cái chỗ nào kiểu góc lác vậy. Không bay lên được cơ. Xin nhảy cây không được rồi. Ngộ Không té núi lụ bí kíp à? Game đần độn vãi cả đạn luôn. Oh my god. Chết mẹ rồi. Mời đẹp. Rồi sau tôi sẽ bắn Kamehameha vào đây. Kết hợp 70 đầu rồng và Son Goku. Đấy, bên kia nó quay rồi kìa. Đó. Sẽ mở một cái đường đi cho chúng ta anh em ạ. Ui giời ạ. Xe máy luôn. Chúng ta phải đi đập cái này lấy mana đập đá. Ngộ Không đập đá lấy mana. 5000 kinh đấy nhỉ. Đây có hai cục đá đây. Ngộ Không bay lắc để lấy mana. Thôi thể lực á không rồi. Chết mẹ. Ô, cái này nó sẽ biến mất anh em ạ. Ôi con mẹ nó. Quên mất. Đấy ôi, xa được rồi. Oh my god, lạy chúa. Quá con này lại anh em ơi. What the hell? Cái gì đây? Có con bắn đằng sau ạ. Ui, 55 ạ, ui. Pháp sư à? Bắn này như hack vậy. Yêu quái. Anh ạ,
Ui. Mẹ tốc biến à? Ui. Mẹ yêu quái khỏe đấy. Yêu quái khỏe là kia là cầm kiếm ấy chứ. Cầm kiếm, cầm khiêng ấy chứ. What the fuck? Tôi không có phép gì à? Mẹ phê lòi. Ai à? Ui, mẹ chết mẹ rồi. Ui, mẹ phép thuật nổ ạ. Nổ đất, nổ đá. Mẹ đỡ rồi vẫn chết ạ. Mẹ này khó thế. Hồi máu đã hồi được luôn. Nếu hồi được luôn về game này, game này còn khó hơn cả Black Beat Wukong ạ. Giết thằng này chưa anh em ơi? Bình thường là phải giết thằng ấy. Oh, đánh như lại khó như Elden Ring ấy. Sao khó thế nhở? Ê ơi mẹ à mày. Hết mẹ tiền lực rồi. Né thằng ấy ra. Hồi thể lực đi á. Mẹ một thằng cứ bán một thằng là cứ chém. Thế đánh đi chua nào nhở? Không thắng được luôn ạ. Mẹ còn hết thể lực nữa chứ. Mẹ cái thể lực thì còn có tí. Mẹ đáng sợ thế nhờ. Đáng sợ thế nhờ. Nó còn thù ấy chứ. Từ anh trai. Oh my god. Oh my god. Từ em hồi máu đã. Em hồi tí máu á. Ai mẹ nó khôn đấy, nó còn biết chạy qua chỗ đá, nó còn đấy tấn công mình, nó bắn mình anh em ạ. Mẹ mày, tao hồi máu á, tao tốc biến ra chỗ không bị chắn anh em. Cái gì đây, cái gì đây? Tơ. Rồi mình đã tìm được cái bí quyết để giết bọn này rồi. Đây rồi. Thằng chó. Hồi máu, hồi đầy máu, nó dễ đánh thằng này nó có khiêng anh em ạ. Đấy, căn thời gian anh em ơi, để phản công. Đúng rồi, hồi thể lực đê. Nè, xoài ơi mẹ, nè tránh hoàn hảo luôn ạ. Ây mẹ. Con chó lại, ơi nó có khiêng ạ. Ôi xài, anh đánh Black Meat cũng công kinh lắm chú. Anh hồi máu đã. Không được. Ui nó chém tốn thế nhở. Xài à, xe máy lồ thì mẹ. Với thằng